trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Mở đầu chương trình, Tài Tử Hoàng Oanh thể hiện bài Tân An Chống Ách Thống Trị, sáng tác Thanh Hiền. Khởi nghĩa Cần Dương cuối thế kỷ 19 thất bại nào nề, nhưng thực dân Pháp cũng ê chề bởi tốn gạo hao tiền suốt 40 năm. Cho cuộc diện chinh tháng 2 1887, bãi Pháp cử toàn quyền Đông Dương, lập phủ thống Đông xu thế Nam Kỳ, đỡ gánh nặng chiến tranh. Nam Kỳ thuộc địa, còn Trung Bắc Kỳ là bao hồ thôi. Nhưng mà thực ra thuộc địa Pháp là toàn cõi Đông Dương. Hành chính cai trị có phòng sở công nông, mở rộng quyền cho bọn phu long, cướp ruộng sang điền của nông dân. Phong trào Đông Du phụ phán bội châu kêu gọi, cách mạng không chỉ là quốc nội, thanh niên mở đường đi học Á Âu. Sức dân hận Pháp như nước cùng cháy mau, sáng ngày 24 cùng nhau tấn công khám phá lớn Sài Gòn. Bùi Công Trình, Trần Quý Liêu cùng Nguyễn An Ninh tỏ rõ tấm lòng son, kêu gọi dân Nam chống Pháp lâu bền. Thành bại ấy là lẽ đương nhiên, càng áp bức càng đấu tranh, dầu đổ vào lửa, lửa bùng cao thêm. Gió văn tận châu văn liêm, cờ đỏ lòng son, nhìn phương đông đã rạng bình minh. Tiếp theo chương trình, Tài Tử Kim Phương hát thể điệu Sương Chiều, Hương Sắc Mùa Xuân của tác giả Võ Khang Duy. Gió hát hiu cành cây trơ trùi lá, tiết giao thơm ngát ngạt ngào hương. Những chồi non đang hé nụ khoe màu, để đón chào mùa xuân. Tiếng chim trên cành đang ngót vang hòa ca thank you.
Liên tục chương trình là thể điệu cổ bản Sự Tích Sáu Bài Bắc, sáng tác Minh Lời, do tài tử Trần Thịnh thể hiện. Này bạn ơi, nâng đàn lên cùng hòa điệu, các bạn bắt thuộc ngũ cung xê thống sự sang hòn, để nhớ cội nguồn xưa mà tổ sư truyền lại nền. Dân tộc ta qua mỗi bản nhạc cổ xưa có gốc tích về nhạc, như sao bắt có tên gắn liền truyền thống giống nòi. Tục truyền rằng Lạc Long Quân lấy nàng Âu Cơ làm vợ, theo dòng sông Hồng Thả Phương bán mắt đầu tiên tên Lưu Thủy Trường, để ghi nhớ tích xưa hai người cùng nhau hòa hợp nỗi tươi đẹp. Bài Bắc có tên là Tú Lục, thể hiện sự trụ phú đất đai. Lạc Long Quân sẵn tay, nàng Âu Cơ núi tầm đồng châu. Có ngày hai người bên nhau, tình nồng ấm biết bao. Bài Xuân Tình nói lên tình xuân thắm nồng chồng vợ, nàng Âu Cơ kết nghĩ khai hoa sinh một bông nở ra được một trăm người con, sức khỏe phi thường tú hội ngô. Nhưng Lạc Long Quân là người dùng miền sâu nên lâu ngày cách xa đặt mặt vợ con. Tài tử Quốc Tuấn tiếp tục chương trình với 10 câu Phụng Hoàng Cầu, cha sáng tác Trần Ngọc Thạch.
tình cha. Dời em dời núi cao, tỏ bóng thắm thầm, còn thêm mấy tôi cha già mấy mòn mỏi tháng năm, khi vắng xa dòng tường chốn quê nhà, còn chăng bóng da của cha già dấu cần ai mệt ngoài mỗi bước trong gai, con ước ao có cha cha khuyên bao, con dừng bước trên đường. Ngoảnh lại chối ngày qua, con đã sống bình yên trong bóng cha. Con nhìn dần tuổi đời đã lớn theo, thì tóc cha cùng bạc phơ dần đời cha trường cốt gia đình, con vẫn niềm tin
Sau đây tài tử Hồng Cúc thể hiện bài Về lại bến sông Kiều, soạn lời Minh Hùng, theo thể điệu Nam Ai. Sông Kiều năm tháng nhớ nhung.
Kết thúc chương trình, tài tử Quốc Tuấn và Trung Kiên thể hiện bài Nỗi Niềm, viết lời Nguyễn Minh Dương, theo thể điệu Lưu Nam Đảo. Này anh, mấy ngày qua em trông anh khác lạ, dường như ưu phiền trong giả. Nói em nghe, ta chia sẻ nỗi niềm. Cảm ơn em đã cho anh hơi ấm cuộc đời một người vợ. Mộng đêm mà trường anh gọi tên hương là nghĩa làm sao? Từ bao giờ anh lại đang tâm gian dối lọc mơ lừa? Anh nay đang có nhân tình bình tĩnh lại mà nghe. Thật tình cánh ngộ xót xa mà lời chưa tiện phân qua, em xem trong anh là hương người phụ nữ đáng thương. Là sao về lại chiến trường căn cứ cũ thân thương, ngờ đâu tình xưa gặp lại người em gái năm nào cùng chung chiến hào. Từ đó biệt tình ai cùng đinh ninh rằng thường chắc đã hy sinh. Mãi sau ngày thống nhất non sông, bao bận đi tìm những hoài công trong tuyệt vọng âm thầm. Mình là khớp nghĩa trăm năm.
quan tâm đùm bọc của bao người trong cảnh tật nguyền. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.